Trung Quốc sẽ soán ngôi Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trước năm 2030, theo kết quả cuộc nghiên cứu vừa công bố của một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay. PricewaterhouseCoopers dự báo, trước năm 2030, Trung Quốc sẽ vượt lên chiếm vị trí của Mỹ dẫn đầu kinh tế thế giới. Theo sau là Ấn Độ, Mỹ tụt xuống hạng 3 và Indonesia sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư toàn cầu. Phúc Trình đưa ra dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong dài hạn tới năm 2050 đối với 32 nền kinh tế trên thế giới, chiếm 85% GDP toàn cầu. Theo đó, kinh tế thế giới được dự đoán là sẽ tăng hơn gấp đôi về kích cỡ vào năm 2050 nhờ vào cải thiện năng suất thúc đẩy bởi công nghệ. 7 nền kinh tế đang trỗi dậy, đứng đầu là Trung Quốc, sẽ tăng trưởng nhanh gấp đôi so với 7 nền kinh tế tiên tiến hiện nay. Một số người tỏ ra quan ngại rằng mọi chuyện có thể đảo chiều một khi Trung Quốc trở thành nền kinh tế số 1 thế giới với ảnh hưởng bành trướng hơn. Tuy nhiên, tiến sĩ Vũ Quang Việt, nhà kinh tế từng là vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, hoài nghi về khả năng thay thế Mỹ của Trung Quốc. Vì theo ông, Trung Quốc còn rất nhiều hạn chế. Phát triển kinh tế mà nó phải dựa vào vấn đề khoa học kỹ thuật đó, tức là họ có nghiên cứu, họ tạo ra cái mới. Thế một cái xã hội đó mà không có tự do đó, không có sự suy nghĩ tự do đó thì tôi nghĩ là cũng khó để mà gọi là bắt kịp cái tổng thể lớn hơn, nhưng mà từng người một thì yếu kém hơn và cái khả năng phát triển khoa học kỹ thuật cũng yếu kém hơn, thì liệu là Trung Quốc có thể làm được cái gì với cái đó? Hơn nữa, vẫn theo tiến sĩ Việt, sự lên ngôi của Trung Quốc cũng đề ra nhiều khó khăn, rủi ro thay vì là lợi ích cho các nước. Cuộc nghiên cứu của PricewaterhouseCoopers cũng dự báo tới năm 2050, kinh tế Anh bị rớt xuống hạng 10, Pháp ra khỏi top 10, Italy bị loại khỏi top 20 và đáng chú ý là các nước này bị các nền kinh tế mới nổi lần lượt là Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam soán chỗ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc hay Việt Nam muốn hiện thực hóa tiềm năng tăng trưởng dài hạn đầy hứa hẹn như dự báo thì cần phải cải cách và tăng cường các định chế lẫn cơ sở hạ tầng.